À, bự quá hả anh à. Ngon không? Đã ha. Quá trời đã luôn. Tùy rối. Cây giờ mua chợ mắc lắm luôn á. Bữa nay trời nắng rất là đẹp á các bạn. Mình chuẩn mình bị đất làm gì em? Ôm tính rồi cần tàu anh ơi. Trời nay nắng ấm quá trời luôn. Nóng luôn rồi đó à, các bạn. Hay cần tàu bố mình mua chút xíu nên nó lớn thì mình dự định trồng trong chậu. Còn cái mà bữa mình trồng nay nó hơi bị già, mình nhổ bỏ rồi. Vậy bữa nay mình có thu hoạch gì không? Thì bữa nay mình vô trong nhà kính thu hoạch một ít cái xà lách loại giòn á. Rồi mình sẽ trồng một ít cải bó xoay xuống đó luôn. Rồi, vậy mình làm gì trước? Thu hoạch trước hay trồng trước? Thôi chắc đi thu hoạch trước đi ha. Chút ra mình trồng cái mình đem ở đây luôn. Giờ thì chắc vô nhà kính nóng lắm anh à. Nóng á, anh thấy nó mới chạy lên á, là ở trong nó nóng rồi, nó mới bật cái quạt lên. Tắt bớt cái quạt xuống này các bạn. Chứ để nó ồn. Quay video thì nó ồn quá, nghe cũng mệt á. Cũng không hay. Thì mình thu hoạch cái xà lách giòn không? Dạ, chỗ này nè các bạn. Xà lách giòn rồi mình trồng cái gì xuống em? Mình tính trồng cải bó xoay đó. Thì nay okay. Nó cũng bự bự rồi, trồng xuống luôn. Ở đây nè các bạn, thì bữa nay ở đây thì rất chặt chội ha. Tại vì rất là nhiều cây rau cải nó lớn rồi, cho nó mọc cũng như là nó mất cái đường đi, chật chội cái đường đi ha, cho nên đi mà không cẩn thận nó sẽ té nè không phải, hay là làm dập rau cải. Em đang suy nghĩ không biết mình để cái rau cái vỏ của em ở đâu á, hay là mình để ở trên đi đây hả? Ok các bạn, để trên đây nè các bạn, để máy dưới luôn được không? Cái này thì mình ươm nó cũng lớn hết rồi nhưng mà chưa có chỗ để trồng mấy cái bí rồi đó. Hơi chật chội chút ha các bạn. Bây giờ là không có chỗ mà để mấy cái rổ nữa đó các bạn. Wow, bự quá hả anh à. Ngon không? Đã ha. Quá trời đã luôn. Tùy rối. Cây giờ mua chợ mắc lắm luôn á. Hơi nhỏ ha. Chắc để xuống đất luôn đi em. Rồi đó mình lấy ra. Cái này mình trồng thưa thưa ra, nó có chỗ thì nó chắc anh nghĩ nó xẻ ra bự ha. Từ rối đã. Nhưng mà dày cũng đạt tiêu chuẩn rồi anh à. Rất là non luôn. Mà cái này như nó chịu cái lạnh đầu mùa á. Đúng rồi. Sao còn đất không dính à, dính ở trên ạ. Cái nó đi nó chặt chọi lắm, khó hái lắm à. Rổ này nhỏ xíu.
khó đứng lắm à. Wow, đây rồi. Bốn cây nữa. Cái này là đi phải khéo lắm các bạn, không thôi là nó bị đụng mấy cái lá này nè, lá của cái bắp cải Đài Loan á, nó gãy. Đó. Chặt vậy đó coi, chừng nứt không? Coi chừng nó gãy bắp cải Đài Loan bên đây nha mày. À, em cũng ngồi đây. Bởi vì này kêu ông nông dân vô thu hoạch chắc không xong quá. Thu hoạch mà nó gãy cây mà nó rồi nó sụm cái lưng luôn. Sao em không sụm lưng ta? Anh đâu có dẻo như em. Dẻo? Thu riết lại dẻo à? Quá trời tươi luôn ha. Trời ơi. Cái này giờ mình mua cũng hết 3 đồng một cây các bạn, 3-4 đồng một cây. Quá trời nó tươi luôn. Nó cái xanh, cái màu xanh rất là tươi. Ngon ha. Ngon không? Còn cây nào nữa không? Hết rồi. Chừng té. Chắc té quá. Chắc cái này mình đem ra ngoài trước ha. Dạ. Cái mình vô mình trồng. Ở đây cái mát ha. Quá trời. Các bạn qua chừng không? Mùa này thì nhà mấy em đồ vẫn chưa có rau các bạn, cho nên mình hái xong rồi chia nhau ăn. Chắc đem lại đổ ra đó luôn đây mày, cho nó rộng không? Đâu? Lại đó đây. Thôi thì bây giờ cái cần tàu này thì mình chuẩn bị đất rồi, thôi mình trồng xuống. Còn chút mình vô đó mình trồng cái... Ô, em trồng có 3 cây hả? Dạ. Tại em có 2 dĩ, 1 dĩ mà 6 cây á, 6. Mà đúng là tại vì cái cần tàu này nó cũng lên bự lắm không? Dạ, với lại nó bụi bự lắm. Cái này mình để lên cái, trên kia được em? À. Cái vàng á. Thì hổm nay ông nông dân. Sâu quá vậy, không bằng. Hổm nay ông nông dân cứ thắc mắc là cái vàng của ổng không có gì để. Đéo này quá. Hôm nay thì có đồ để rồi. Đến đây cũng vậy. Cái này thì trồng mát mát chút á, cái nó phái lắm các bạn. À, cái mùa này chắc hơi lạnh, hơi nóng à. Còn tàu này chắc mình trồng cũng không có cần phải quá trời nắng các bạn. Mát mát được. Mát mát thôi. Để chỗ nào mát mát á. Mà cái cần tàu này thì mình trồng ăn được nhiều lần. Ồ, cái này em nghĩ mình để dưới cái đó cũng được anh. Ở mấy dưới không? À. Chỗ nào trống mình để cũng không cần nắng nhiều. Yeah. Rồi xong rồi, cái này chút mình tưới nước. À. Xong bây giờ thì vô trồng 3 cái kia. Ngán quá. Ừ. Trời nóng các bạn, vô trồng mà nó chật chội ngán. Rồi bây giờ thì sửa sạn trồng xuống cải bắp xôi ở chỗ này các bạn. Cái chỗ này là láng chán là mình trồng mướp. Nhưng mà mướp bây giờ nó mình ươm nó còn nhỏ lắm các bạn, cho nên là tận dụng trồng một đợt này xong, đợt sau mình trồng mướp. Thì nếu mà mai mốt mà nó lớn rồi á các bạn, thì mình có thể xen cái mướp vô trong giữa cũng được ha. Nhưng mà anh nghĩ cái này thì mình mai mốt nó lớn mau lắm, nếu mình thu hoạch xong đó mình trồng mướp xuống là vừa. Rất là chật chội ha các bạn. Đó, ồ dạ. Còn ba cải này nay cũng bự rồi nè. Cái này mình phải thu hoạch rồi, anh thấy nó có búp búp bông rồi đó. Dạ. Vừa ăn luôn ha. Ừ. Thì bên kia là cái tụm đất phân gà ha các bạn. Cái này đất là phân gà mình mua từ bọc nghe đó. Thì cái phân gà đó thì ở vườn ươm em bán 3 đồng 90 mấy đó, sen một bao vậy ha. Một bao thì 9 ký hả? Dạ, 20 phao các bạn, 9 ký. Thì cái này người ta trộn đất với lại nó khử mùi đổ trơn rồi, mình không nghe mùi gì hết. Mà chắc đất nhiều hơn quá. Thì đất nhiều hơn. Còn cái loại phân gà nén thì nó nghe mùi, nếu mà bình thường nó không có nghe. Nhưng có mà khi mà tưới,
tưới nước thì nó nghe mùi tanh. Có chừng giải cây làm sao em? Không, ông nông dân không sợ, bà nông dân té sợ gãy cây. Nó trồng đây mà nó giải cái là uổng lắm á. Mà cái này nó giòn lắm, cái lá nó đụng cái là có thể giải. Mà tại nó non quá đó. Đất này thì còn rất là xốp ha. Chắc mình bỏ hết cái phân gà đó luôn ha. Mà khô lắm á. Tại hôm nay không có tưới nữa. Hôm nay nông dân không tưới nước luôn. Như là anh thấy trồng ở trong nhà kính mà mình tưới nhiều nước quá cũng không ấy ha. Anh thấy anh để khô khô vậy mà cây nó tốt. Tại vì khô khô mình nghĩ cái rễ đó đó, nó đi kiếm nước thì nó khỏe hơn là nó có đồ ăn sẵn á. Có ăn đồ sẵn, nó cái rễ nó không có chịu đi ra xa đó. Nó cứ chờ. Chờ đồ ăn tới. Chờ đồ ăn tới ngay miệng, cho nên nó không có mạnh mẽ. Ở trong kia em rút lên chưa? Chưa. Anh vừa đi vô đây cũng hơi khó khăn một chút. Đó, ông nông dân chỉ đứng quay phim mà cũng khó khăn nữa thấy không? Cái này hồi đó anh đi quay phim anh chụp ếch mấy lần chứ bộ? Bởi mấy cái lỗ bự. Có khi nào mà anh ngã té ngửa luôn á. Cái rau bó xôi này ăn cũng rất là ngon ha các bạn. Rất là dễ ăn. Mà trời mát mát này mau lớn các bạn. Nếu mà cô chú anh chị nào mình thích ăn á, mình gieo nó cái mình chiết ra cũng được. Không chiết cũng được luôn. Mà nó ăn cũng rất là tốt em ha. Ăn tốt dữ luôn các bạn. Mà cái này mình làm cũng nhiều món lắm. Không phải nhiều món mà nhiều luộc thứ. Cái này chắc mà hồi đó giờ mình chưa có xào ha. Có ăn lẩu thì có. Xào, em xào tỏi cho anh hoài đó. Thì xào tỏi chứ không có xào như mà thịt bò đậu trong ha. Không, mình xào tỏi thì thường. Xào này cũng như là một mình nó thôi. Hay là mình có thể xay nước uống cũng được. Xay nước uống với là lẩu. Chứ lẩu. Hồi đó giờ không có như là xào tôm, xào thịt bò. Cái loại này cũng như là không có thích hợp như vậy. Nấu canh, cái này em thấy nhiều của chúng nấu canh cũng ngon lắm. Ô, chắc còn nhiều rồi em ơi. Dư á. Nó kể dư thì mình đi trồng chỗ khác. Không, dư thì em nhét nhét cho nó hai ba cây á. Cho đặt đặt lại chút anh. Đó. Em sợ thiếu quá chứ. Mà cái này nó lên cũng bự mà em. Nó bự nhưng mà nếu mà nó đặc queo luôn á. Còn anh nghĩ cái tầng ô ở đây mình nhổ lên mình trồng cái gì khác xuống em ơi. Cái ô này hả? Cũng được. Anh không thích cái lá bự như vậy. Không, nông dân á. Không thích cái nhổ lên. Cái tầng ô anh loại thích loại kia hơn. Cái này là mọi người ta nói tầng gô Đài Loan các bạn. Cái lá bự nè. Nhưng mà đó giờ anh ăn cũng mấy lần nhưng mà không thích bằng cái loại kia. Cái kia thì chắc ngọt hơn ngon hơn nha. Ngọt hơn. Thơm hơn. Thơm như mùi thuốc bắc hơn. Cái này chắc nó không có mùi thơm. Hình như đây là bó xôi nữa là phải không em? Cái ươm á hả? Dạ, bởi bó xôi em ươm mà nó nhỏ đó. Thì mình tính trồng cái này xong rồi cái bữa mình nhổ xong cái mình thu hoạch cái khác á các bạn, cái mình trồng xuống nữa đó. Chắc đủ mà ha. Đủ mà. Mình trồng cho đủ đi rồi mình hả chiết chiêm. Chứ đã chiêm lát là không đủ cái rút lên nữa. Cái như trồng cái ngai hàng thẳng lối nó lên đều, ngó nó đẹp. Hồi nãy ra ngoài sân cái gió lạnh lạnh, cái anh mặc cái áo vô, giờ vô đây nó nóng. Chảy mỡ. Giờ em cũng là chảy mỡ nè.
nóng quá, kệ nó đi. Ta vô đây cái mình tắt cái quạt là. Dạ, mỗi giờ nữa. Trồng trong được không? Có chừng gãy mấy cây ở ngoài không? Okay. Còn mấy cây nữa? 4 cây nữa. 4 lỗ. 4 lỗ đủ rồi. Vừa luôn không? Dạ. Ờ, cái này chút anh tưới nữa nha. Hơi khô. Đúng rồi. Thì các bạn theo dõi video của hai vợ chồng mình cũng lâu rồi, thì thường thì mùa này các em hai vợ chồng mình cứ thu hoạch là cái trồng xuống liền, không có để đất nghỉ luôn. Đó, làm như vậy cái mình thu hoạch cái này, cái mình trồng cái đó, cái nó cứ truyền tiếp nhau liên miên ha. Với lại hai vợ chồng mình thì thích trồng xong rồi cái thu hoạch một lần, cái trồng nữa. Rồi xong rồi, cuối cùng thì cũng xong. Để ra lát anh tưới. Rồi hả? Chèn đó ra luôn. Để anh đi ra hậu để coi nhìn té gãy cây hết. Này các bạn. Ồ, và cái này nãy thường quá hả? Quay phim mà cái chân gác qua ở bên ở bên ngoài, một chân bên Mỹ, một chân ở bên châu Âu cho nên là. Cho nên nó giãn xa. Đây đó, không phải là té chết. Đi ra chứ đây. Ông nông dân đó, 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 đạp cãi người ta đó. Đó. À, đây thì tầng gô nè. Cái này là loại này Mỹ thích nè các bạn. Cái này mà nó non lên, cái cọng ăn cũng ngon luôn. Ồ mà cái này em thấy nó non ghê gốm luôn nè. Nó mập không? Dạ mập ghê gốm luôn á. Đó. Đó, ở đây rất là nhiều rau con ha các bạn. Trời ra nắng. Đây cái mát ha. Trời nắng cái quay nó chá. Đó. Thôi ngồi đây luôn đi ha. Ngồi đây cho nó mát. Rồi xong rồi các bạn. Đây là cái rau xà lách mà giống như xà lách giòn đầu mùa năm nay mình trồng á. Thì này chắc độ mình trồng khoảng 4 tầng thì nó bự vậy nè. À, thì cái này thì nó chịu cái mát mát của đầu mùa xuân hay là cái hệ cuối hè mình trồng cũng được luôn. Cái này ăn vô ăn cắt khúc 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 làm salad. À, bỏ cái sauce salad dressing lên. Nhưng mà nếu mà mình không có cái mình không muốn ăn salad đó thì cái này á nó non lắm. Mình có thể cuốn rồi cuốn đồ cũng được luôn các bạn. Nó non lắm chứ không phải giống như mình mua ngoài chợ thì nó giòn cứng quá. Chắc anh nghĩ cái này mà mình trồng nó thưa thưa ra mình để cho nó lớn chút nữa được luôn á em ha. Dạ thì đó anh nhớ mà em trồng chậu treo không? Ngồi nó bự lắm bự các bạn ơi. Đó, nhưng mà nó năm nay thì mình trồng vậy thì cũng ngon. Nhưng mà mình trồng được cái nhà ba lớn nha, cái mình thu hoạch rồi cái mình trồng nữa, cái thu hoạch nữa được nhiều lần. Ờ, thấy nông dân tính nha các bạn. Tính chơi, vậy á. Như vậy nó có nhiều cái video đặng cho các bạn giải trí. Wow, rau non quá trời luôn, cái này vô ăn. Không phải mình tiết kiệm thì cứ mình quay cái em tách từ lá cũng nhiều cái video. Đó, nó khỏi trồng lại luôn á nha. Nhưng mà hai vợ chồng mình không muốn vậy. Muốn thu hoạch như vậy các bạn xem sẽ thích hơn. Dạ thì mình trồng một ít cái cần tàu với trồng cái bó xôi các bạn, thì cứ tranh thủ nhổ này lên trồng xuống, nhổ lên trồng xuống để có thu hoạch mỗi ngày, có rau ăn mỗi ngày ha. Dạ thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Thì trời ấm lên thì hai vợ chồng sẽ ra ngoài vườn mỗi ngày luôn, rất là bận biểu. Nhưng đó là niềm vui ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.